Chiều 2 tháng 12 năm 2021, tại hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, hội nghị đã xem xét, thảo luận và cơ bản đồng tình chủ đề của thành phố năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Toàn hệ thống chính trị sẽ tập trung nỗ lực cao nhất, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. GDP năm 2022 từ 6% đến 6,5%. Đây là mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu có cơ sở và niềm tin khi sự đồng tâm, hiệp lực rất mạnh, sự khát khao hồi phục và phát triển rất lớn. Trong các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung ưu tiên trước hết cho công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19. Kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Về công tác giáo dục và đào tạo, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị giữ vững chất lượng dạy và học, trước mắt thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện bình thường mới đối với lớp 9, 12. Quyết định này của hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khác với kế hoạch trước đó của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh. Cụ thể như báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 1 tháng 12, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục sau thời gian học sinh ngừng đến trường vì dịch COVID-19. Việc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp thực hiện theo giai đoạn như sau. Giai đoạn 1 từ ngày 13 tháng 12 đến 25 tháng 12, thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần đối với tất cả học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12. Từ tuần thứ 2 là trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Giai đoạn 2 từ ngày 27 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 2 tuần dạy trực tiếp và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét và quyết định mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3 tháng 1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng quy định trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại, các trường không tổ chức các hoạt động học tập mà chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe, khai báo y tế, hướng dẫn công tác phòng chống dịch. Nhà trường tổ chức thực hiện lệch giờ lệch ca, giám sát đảm bảo giãn cách trước giờ học, tan học. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thì tổ chức dạy học theo cấp độ dịch. Người tham gia dạy và học phải đảm bảo việc tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh không quá 6 tháng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước mắt trong năm 2021 và quý 1 năm 2022 cho phép học trực tiếp lý thuyết và chuẩn bị cho những sinh viên, học sinh năm cuối làm đồ án tốt nghiệp. Tuy nhiên, theo quyết định mới nhất thì học sinh lớp 1 vẫn chưa được đến trường học trực tiếp. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.